Cái đề tài ngày hôm nay đó là cái đề tài thoát chung, thoát tàu. Tại sao nói chuyện thoát tàu nhân cái dịp 30 tháng 4? Sự thực thì hai cái chuyện đó nó liên hệ với nhau. Tổ chức 30 tháng 4 đó là để nhớ đến quá khứ. Một cái quốc gia đó phải có quá khứ, nếu quên quá khứ thì sẽ không biết hiện tại. Mà không biết hiện tại thì không biết tương lai mình đi đâu hết. Thành thử ra tưởng niệm 30 tháng 4 đó là để đừng có quên quá khứ. Nhưng mà nói về cái chuyện mà thoát chung đó là để vì nghĩ về tương lai. Vì sao? Vì cái tương lai Việt Nam đó không thể nào có tương lai được, hay là không thể nào có tương lai tốt đẹp được nếu mà không thoát khỏi cái sự đô hộ của người Tàu trên mọi phương diện hết đó. Về phương diện quân sự thì chưa có, nhưng mà về cái phương diện kinh tế, về phương diện văn hóa mà chúng ta sẽ trình bày ra đây. Thì tôi chia cái bài ra làm 3 phần. Nếu mà nó dài quá thì anh Chuyết cứ giơ tay lên cái tôi ngưng lại ngay nha. Bởi vì nếu để yên để mình tôi có thể làm tới sáng ngày mai. Tự nhiên. Dạ, thì cái phần đầu đó là hai cái nghịch lý hiện đại. Cái nghịch lý số 1 đó là toàn dân chống tàu, trong khi nhà nước đó càng ngày càng thân tàu. Cái nghịch lý thứ hai đó là cái thời kỳ này, cái giai đoạn này nó cực kỳ thuận tiện cho cái việc thoát ra khỏi tàu, mà lại ông ấy lựa đúng cái thời này để ông ấy càng ngày càng rơi vào trong tàu hơn nữa. Thì cái đó là một cái chuyện rất là khó hiểu, và chúng ta sẽ tìm cách giải thích tại sao có cái hiện tượng đó. Nhưng mà cái chuyện chính đó là cái đề tài ngày hôm nay đó là ba ngã thoát tàu. Tại sao ba ngã? Bởi vì nó có nhiều cái mặt trận, ít nhất là ba cái mặt trận. Cái mặt trận số 1 là trên biển cả, và chiếm đảo, chiếm biển, đánh ngư dân các thứ hết. Cái mặt trận thứ hai đó là trên đất liền, họ lấn biên giới, họ chiếm lãnh thổ, họ lập những cái khu độc lập, khu tự trị, và họ mang người sang, không biết bao nhiêu hết, bây giờ không có một cái số thống kê nào đó. Đó là hai mặt. Cái mặt thứ ba đó theo tôi nó quan trọng hơn nữa, vì nó lâu dài hơn nữa đó, là văn hóa. Thì cái văn hóa đó họ gặm nhấm hàng ngày trên mọi phương diện hết đó. Họ gặm nhấm cái ngôn ngữ của mình, họ gặm nhấm cái văn hóa của mình, họ gặm nhấm những hàng sách báo của mình, trên sách báo, trên TV, trên radio, gặm nhấm để một lúc nào đó đó mình trở thành tàu lúc nào không hay. Đó thì cái chính là tôi sẽ phân tích cái chuyện đó. Và cái phần nữa đó là mình có thể làm được cái gì. Thường thường đó, mỗi một người Việt Nam đó, khi mà nghĩ cái chuyện làm cái gì đó thì bao giờ có một câu rất khôn như thế này: thôi mình làm cái gì nói mà làm. Tôi có một cô bạn đó, hồi đi làm á, có một cô bạn người Đan Mạch á, cô ấy nói thế này, cô nói bây giờ tao á, tao không có tắm vào bồn tắm nữa, tao làm cái douche rồi thôi. Tại sao? Để hà tiện nước, để tránh ô nhiễm. Tao cũng không đi xe hơi nữa, tao đi xe đạp. Thì tôi là cái thằng Việt Nam khôn lỏi đó, tôi cười cô ấy không? Tôi nói làm được cái gì mày làm cái đó, thì trên thế giới này có 8 tỷ người, mày hà tiện được 2 lít nước thì đi tới đâu? Đó là cái khôn của người Việt Nam. Nhưng mà bây giờ đó, sắp già rồi đó, hay là sau khi đã già đó, tôi mới thấy cái điều này này, là cái nước Đan Mạch đó, nó khá và nó sẽ khá là vì có những người như cô ấy, rất đông những người như cô ta. Và cái nước Việt Nam đó, nó sẽ tồi là vì có những người như tôi và rất đông người như tôi suy nghĩ kiểu đó. Thành thử ra cái phần cuối cùng đó là cái phần mỗi người trong chúng ta có thể làm cái gì, dù nhỏ bé, dù không có đáng kể, nhưng mà quên cái câu của người Việt Nam đi, làm được cái gì mà làm. Bây giờ tôi bắt đầu vào cái
cái chuyện là hai cái nghịch lý đó. Thứ nhất đó, là cái người Việt Nam hầu như là cả nước đó, chống Tàu. Thì cái chuyện đó, đó, cái người Việt Nam là cái người cực kỳ chia rẽ đấy. À, người Việt Nam có người Bắc, người Trung, có người Bắc, người Nam, có người Công giáo, có người Phật giáo, có người Hà Nội, có người Hà Nội. Có người thân ông Trump, có người chống ông Trump. Nghĩa là mình tìm bất cứ một cái lý do nào, bất cứ một cái lý do nó vô lý tới đâu đi nữa để mình chia rẽ, để mình đánh nhau. Mình coi cái đó như là một cái thú rồi. Cái đó nó là cái thú của người Việt Nam, bởi vì cái thú nó dễ kiếm lắm, nó không tốn tiền nữa. Thành thử ra cái đó nó dần trở thành cái dân tộc tính của mình. Nhưng có một cái chuyện mà người Việt Nam không bao giờ mà khác nhau hết, không bao giờ cãi nhau hết nữa, là cái chuyện muốn sống nữa, mà muốn sống cho ra sống nữa, phải ra khỏi cái người Tàu. Thành thử ra có một cái chuyện đó, tôi chưa kiếm một cái đề tài nào khác mà có thể người Việt Nam đồng thuận với nhau được hết đó. Mỗi lần nói cái gì cũng cãi nhau, nói cái gì cũng đánh nhau, nói cái gì cũng giận nhau. Nhiều khi cả gia đình bây giờ không nhìn mặt nhau nữa. Ông thì con gái thì con thì nó theo ông, nó theo ông Biden, ông bố thì theo ông Trump, rồi bây giờ không nhìn nhận nhau nữa. Nó ngoài sức tưởng tượng của chúng ta mà. Nhưng mà có một cái chuyện đó, cả bố, cả con, cả hàng xóm, cả trí thức, cả nông dân, cả người không biết học đồng ý một chuyện là phải phá Tàu. Thế thì trong cái nước là như vậy đó, nhưng mà chính phủ đó thì càng ngày càng đi vào ngõ của Tàu. Cái chuyện đó thì lâu rồi, nhưng mà càng ngày càng đi vào. Lâu là về sau, là vì cái thời xưa đó, chúng ta đã mỗi lần mà quan đó, mà lên làm quan đó, sau đó phải sang Tàu để triều kiến. Nhưng mà nó càng tồi tệ hơn nữa đó, là trong cái chiến tranh Việt Nam đó, Tàu nó giúp cho Bắc Việt phải nhận nợ nhiều quá, mà học nó đủ chuyện hết đó. Thế nên cuối cùng cái tinh thần Tàu nó càng ngày càng nặng, không thể nào mà tưởng tượng nổi đó. Chỉ lấy một chuyện, một thí dụ thôi, là cái chuyện mà cải cách ruộng đất đó, là học nguyên văn ở bên Tàu. Cán bộ Tàu sang họ dạy từng, có một những cuốn sách mà chi tiết đó. Bây giờ có những cái sách mà người ta công bố chi tiết đó, là sang Việt Nam cán bộ Trung Cộng đó dạy là muốn mở một cái tòa án nhân dân đó, thì phải làm như thế nào, hôm trước phải huấn luyện người này nói như thế nào, người kia nói như thế nào, sử dụng như thế nào, rồi thì xử tử như thế nào, tất cả đều có ở trong cái những cái cuốn sách của họ hết đó, những cái chỉ thị của họ hết đó. Họ ra những cái chỉ thị như là thế này: trong một địa phương đó phải có 3 hay 5 phần dân địa chủ. Nhiều ông cán bộ đó, làng thì đói quá đi, nghèo quá đi, đào đâu ra 3%, nhưng mà vẫn phải kiếm, vẫn. Thì cái thằng mà mới đầu nó bắt một thằng có một con trâu hay một đàn gà, về sau nó bắt thằng nó chỉ có đàn gà thôi, đem thịt nó. Thì cái sự mà đô hộ về chính trị đó, của người Tàu nó kinh khủng đến một cái độ như này. Rồi sau đó các bạn, quý vị đều nghe đến cái chuyện mà hội nghị thành đô này, rồi thì 8 chữ vàng này, 100 thứ nữa. Mà cái chuyện gần nhất đây là hình như là tuần trước, họ có tổ chức một cái buổi, họ có tổ chức một cái cuộc hội thảo về văn hóa, về kinh tế nữa của Đài Loan đối với thế giới. Thì tất cả các nơi họ về họp hết đó. Nhưng mà đang họp thì kỳ công an đến ngưng lại, bắt họ ngưng họp lại. Vì cái lý do là trong cái buổi họp đó có treo cờ Đài Loan, mà đại sứ Trung Cộng thì không cho phép làm cái chuyện đó. Bởi vì đối với Trung Cộng đó, nước Tàu là một, chỉ có một nước Tàu mà thôi, chỉ có một lá cờ đỏ và 5 ngôi sao mà thôi. Không có cái chuyện mà lá cờ Đài Loan treo lên đó. Rồi cuối cùng cao ngữ dẹp hết tất cả các cờ Đài Loan để tiếp tục. Đó là ngay trên nước mình, ngay cái chuyện nhỏ như vậy, trong cái phòng riêng của người ta đó. Cái phòng đó là phòng riêng của người Đài Loan họ thuê đó, mà cũng không làm được làm như vậy. Mà Đài Loan đó là đứng thứ 3 trong cái việc giao thương với Việt Nam. Tức là cái quyền lợi kinh tế cũng lớn khủng khiếp lắm chứ không phải đùa. Nhưng mà
dù là tiền, dù là kinh tế, cũng phải theo lệnh của tàu. Đó chỉ một vài cái chi tiết nhỏ đó thôi, cho thấy là cái tình trạng nó đến như thế nào. Tôi có thể kể cái đó rất là dài dòng, rất là nhiều chi tiết, rất là nhiều dữ kiện, nhưng có lẽ không cần. Bây giờ giải thích tại sao đến cái độ như vậy. Thì nhiều người bạn tôi đó, hay là những người mà tôi thường thường tôi trao đổi với rất nhiều người ở trong nước đó, trí thức, gọi là trí thức đó, mà gọi là trí thức mà gần như là chống chính phủ đó, những người mà bất mãn với chế độ cộng sản đó, những người mà phản cộng sản, coi là phản động đó, mà mình coi là những người có ý thức bây giờ đó, thì họ giải thích như tôi thế này này. Sau khi họ nói, anh nói cũng đúng nữa, nhưng mà mình nhỏ quá làm cái gì được, thì đành chịu nó vậy để mà sống. Thì tôi trả lời ông như thế này. Tôi nói anh có biết là chung quanh nước tàu đó, không phải chỉ có một nước Việt Nam thôi nhé, có 14 quốc gia dính đến nước tàu, chung biên giới với nước tàu, mà chỉ có một vài nước như Việt Nam trở thành chư hầu như vậy thôi. Điều thứ hai nữa đó, là có một cái nước mà có lẽ ít người Việt Nam biết cái tình trạng đó là Mông Cổ. Mông Cổ đó là một cái nước chỉ có hai biên giới thôi, không có sông, không biển gì để đi ra ngoài hết đó. Muốn ra khỏi bất cứ, giao thiệp với bất cứ nước nào đó, cũng phải đi qua tàu, cũng phải đi qua Nga. Và trước khi mà Nga Xô Viết sụp đổ đó, họ là ở trong cái khối cộng sản. Bây giờ Mông Cổ đó, nếu mà quý vị nào mà chịu khó tìm hiểu đó, rất là ngạc nhiên mà. Họ là một nước dân chủ, có tự do báo chí, có tam quyền phân lập, độc lập đối với cả tàu, đối với cả Nga. Họ liên lạc, họ giao thương với Canada, với Mỹ, với Úc Đại Lợi, với những nước Tây phương khác về phương diện văn hóa cũng như là về phương diện kinh tế. Thì mà nói là đứa mình bé làm sao chống tàu được, thì tôi xin thưa thế này, là cái nước Mông Cổ đó, nó không có 100 triệu người như chúng ta, nó có 3.200.000 người tức là 1/30 dân số Việt Nam, của Việt Nam. Mà 3 triệu người đó, họ bảo vệ cái lãnh thổ như thế nào? Nó có bằng Việt Nam không? Nó lớn bằng 47 lần Việt Nam. Việt Nam có 330.000 cây số vuông, Mông Cổ là 1.600.000 cây số vuông. Mà không phải là Mông Cổ nghèo đói để mà tàu hay Nga không có để ý thế nhé. Mông Cổ là một nước rất 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 giàu về quạng mỏ, đặc biệt là đá quý, là những cái gọi là đất quý đó, bây giờ rất cần để làm telephone hay là computer đó. Thì một quốc gia nhỏ xíu như vậy, lãnh thổ mênh mang bát ngát như vậy, hồi xưa cũng là cộng sản, tại sao nó giải thoát? Thành thử tôi nói với ông bạn ở Việt Nam, đó không phải là một cái, nó không phải là một cái fatality, không phải là chuyện bắt buộc. Cái chính là cái mình muốn hay không. Đó, cái chính là cái mình muốn hay không. Mà cái chính là bây giờ chính quyền họ muốn cái chuyện đó. Thì lại đặt câu hỏi là tại sao họ muốn cái chuyện đó. Tôi tạm đưa ra ba cái lý do. Cái lý do thứ nhất đó, nói cho đúng cho thì như thế này này, những cái năm gần đây đó, Việt Nam cũng liên lạc với Mỹ, cũng liên lạc với những nước Tây phương, tại vì họ muốn giao thương, họ muốn buôn bán, họ thể hiểu rằng cái chuyện nó sẽ mang lại rất nhiều tiền, thì họ cũng có cái chuyện mở cửa ra đối với Tây phương, nhưng mà dần dần cuối cùng đó cũng ngả về phe tàu. Tại sao? Tại vì thứ nhất đó, là những cái người lãnh đạo ở Việt Nam đó, họ có cái máu cộng sản ở trong người, họ có cái văn hóa cộng sản ở trong người, thành ra họ chơi với Trung Cộng hay là chơi với Putin
nó dễ hơn là chơi với những cái người ở Tây phương. Hai cái văn hóa nó khác nhau, khó chơi lắm, khó nói chuyện lắm. Phải nhớ. Thứ hai đó là chơi độc tài, chơi với nhau đó nó thoải mái hơn là chơi với một cái nước dân chủ. Cái nước dân chủ nó lôi thôi lắm, nó nhiều chuyện lắm. Chúng ta bên Tây chúng ta hay biểu tình suốt ngày, rồi thì nó mắng chính phủ, nó chửi chính phủ, rồi thì nó khui ra tham nhũng điều tra tùm lum tà la hết á, rồi thì bầu cử, rồi thua bầu cử là mất chức. Cái thành những cái thằng độc tài á, nó thấy cái tuổi cái không được, thành ra nó chơi với nhau. Thành đó là cái lý do thứ hai tại sao mà dù là có muốn ngả về Tây phương đó, cũng rồi cuối cùng vẫn trở lại, bởi vì nó thoải mái hơn đó, thoải mái hơn. Cái thứ ba nữa đó là vì những người trong Đảng Cộng sản đó bây giờ họ biết là họ không còn dân ủng hộ nữa. Không còn dân ủng hộ nữa là vì sao? Là vì hồi xưa đó, người ta đi kháng chiến để giành độc lập. Bây giờ người ta thấy rằng cái chuyện độc lập đó là cái bánh vẽ, chưa bao giờ một nước mà lệ thuộc cả hơn bây giờ nữa. Thành ra họ không có ủng hộ nữa. Thành trở ra cái assurance vi đó, cái bảo hiểm vận mệnh đó, cái bảo hiểm cho mạng sống của họ đó, là phải có một cái dù, và cái dù đó là Bắc Kinh. Có thể chỉ tạm mấy ba cái lý do thôi để giải thích tại sao có cái nghịch lý đó. Tôi xin phép ngồi chứ tại vì bắt đầu đau chân rồi. sắp già. Cái bây giờ ba ngả thoát chung là thứ nhất là cái ngả và biển đảo đó, thì như quý vị biết Hoàng Sa, Trường Sa mất rồi. Trung Cộng nó xây những cái đảo nhân tạo cực kỳ là tân tiến, nhân tạo cho mang người của nó tới, nhưng nó biến những cái hòn đảo trước kia là của mình đó trở thành những cái khu giải trí, khu du lịch, để cho cái sự kiện đó nó trở thành một cái thực thể của không sau này không có gì thay đổi được hết. Rồi thì những cái chuyện đụng độ hàng ngày, như là nó đánh tàu chìm của mình, nó đánh luôn cả những cái nơi mà tìm kiếm dầu lửa của Việt Nam trên địa phận của Việt Nam. Những cái chuyện đó hầu như mỗi ngày, mà ngay cả báo chí Việt Nam bây giờ họ cũng không che giấu nổi, họ đưa cái đó lên trên báo. Thì tại sao tôi nói là cái tình trạng bây giờ nó thuận tiện hơn bất cứ lúc nào là vì sao? Tức là cái nghịch lý thứ hai đó. Tại sao bây giờ nó thuận tiện như vậy mà Việt Nam vẫn nô lệ tàu? Thuận tiện là vì như thế này này, là vì chưa bao giờ đó mà Trung Cộng nó gặp khó khăn như bây giờ hết. Thứ nhất là về kinh tế. Kinh tế đó năm nay đó phát triển không tới 6%, mà theo những nhà chuyên viên đó ít nhất phải 9% mới giữ được cái mức kinh tế bây giờ. Tức là không có đóng cửa hãng, không có sa thải nhân viên, không có đưa đến cái nạn thất nghiệp. Thì bây giờ cái nạn thất nghiệp ở tàu nó rất là trầm trọng. Hầu hết học sinh ấy, cách đây chừng vài năm thì họ biết chắc là khi họ ra trường họ sẽ có việc làm, thành ra họ bảo vệ cái chế độ đó. Nhưng bây giờ đó học xong chưa có biết là sẽ làm gì. Cái thứ vì xuất cảng, vì bị Mỹ hay là cả Tây phương đó, họ tìm cách họ đóng cửa, họ không có, họ kiểm soát cái việc xuất cảng, họ đòi hỏi nhiều quá, thành ra cái xuất cảng cái tàu nó sụt hẳn đi. Từ đó đưa đến cái chuyện đóng cửa nhà máy và sa thải nhân viên. Cái con đường tơ lụa đó trước kia đã được coi là một cái con đường vĩ đại nhất trong lịch sử loài người đó, để liên lạc các nơi với nhau đó. Nhưng mà mục đích chính là gì? Mục đích chính là mang hàng của tàu ra ngoài để bán và chở thóc gạo với lại những cái hầm mỏ về nước. Thì cái đó đã có một cái thời được những cái nước nhược tiểu họ rất là hoan nghênh, như là Phi Châu hay là Á Châu họ hoan nghênh lắm, vì tự nhiên thấy tiền ở đâu rơi tới. Nhưng mà bây giờ đó họ đều hiểu rồi là cái chuyện đó là chỉ cho quyền lợi cho người tàu chứ không cho họ. Thành ra bây giờ đọc những cái tờ báo ở bên Pakistan chẳng hạn, hay là ngay cả bên Ý, hay là ngay cả những nước ở Phi Châu chẳng hạn, họ bắt đầu hiểu cái đó. Thành ra cái con đường tơ lụa đó bây giờ là một cái con đường gặp rất nhiều rắc rối.
thì cái những cái người mà đi bên tàu về đó đều biết cái chuyện này này, là bây giờ bên tàu có những cái thành phố ma, tức là xây nhà mà không có ai thuê hết, hay là những cái người mà người ta bỏ tiền cho mình, người ta mua nhà đó, mua nhà xây đó, thì mới xây được có một phần thôi thì cái công ty ấy, nó phá sản, nó bỏ đi đâu mất, thành ra mất cả tiền rồi, bây giờ không có nhà nữa, thành ra nhà không có ai ở hết đó. Đó là những cái nhà ma rất nhiều ở trên lãnh thổ của tàu. Cái nữa đó là những cái nghĩa địa taxi, có một hồi tắc nhất là taxi điện đó. Có một hồi phát triển kinh khủng lắm, bao nhiêu những cái công ty mà khổng lồ họ mua hàng triệu cái xe taxi đó. Bây giờ taxi để nghĩa địa cho nó tan ra, bởi vì không có khách. Mà cái hiện tượng đó là cái hiện tượng rất rất nhiều bây giờ ở bên tàu. Thì cái kinh tế tàu tóm lại đó là một cái kinh tế nó gặp khó khăn. Thì cách đây chừng 10 năm họ đã nghĩ đến cái chuyện đó rồi. Họ đã nghĩ đến cái chuyện khi nào mà xuất cảng nó kẹt đó thì kinh tế nó sẽ khó khăn. Thành ra họ chuẩn bị từ 10 năm nay là làm cho cái kinh tế nội địa, tức là cái tiêu thụ nội địa nó đủ tự túc, nghĩa là người tàu mua bán lẫn nhau để với cái tiền đó nuôi dưỡng cái kỹ nghệ của họ. Nhưng mà thứ nhất đó, là cái người tàu nó còn nghèo, cái số tiêu thụ nó không có bao nhiêu. Cái thứ hai đó là khi mà họ bắt đầu thấy cái đời sống khó khăn đó thì họ không tiêu thụ nữa, họ giấu tiền đi để phòng cái khi mà để không phải chết đói sau này. Thành ra tất cả những cái đó nó dồn dập nó đến khiến cho cái kinh tế của tàu bây giờ nó không còn như là cách đây. Người ta trước đây người ta gọi là cái miracle Chinoa, cái phép lạ tàu, bây giờ cái nó phép lạ không còn nữa. Cái khó khăn nữa đó, nó lâu dài hơn đó, là cái dân số tàu càng ngày càng mất đi. Bây giờ không còn là số 1 trên thế giới nữa, là bây giờ bắt đầu sau Ấn Độ rồi. Mà người ta tính là trong cái thế kỷ đấy, trong cái thế kỷ này đó, cái dân số tàu nó sẽ cuối cùng nó sẽ cuối thế kỷ nó sẽ còn khoảng 650 triệu hay là 700 triệu so với 1.4 tỷ bây giờ. Đó là một cái chuyện cực kỳ quan trọng. Vì sao? Là vì một nền kinh tế đó phải có nhân lực, không có nhân lực đó thì nó với lại một cái quốc gia mà gọi là hùng cường đó không thể nào mà thiếu người được hết. Thành bây giờ cái đó họ đang lo, họ cực kỳ lo đó. Cái thời mà Mao Trạch Đông đó ra lệnh là mỗi nhà tàu chỉ có 1 con thôi, là vì sợ cái nạn nhân mãn. Thì mọi người theo, bởi vì hồi đó là không theo là chết. Bây giờ cần con quá là khuyến khích họ là đẻ thứ hai, thứ ba, nhưng mà không đẻ nữa. Là vì họ thấy là nuôi một đứa con bây giờ rất là đắt, rất là khó khăn, tiền học tiền đủ thứ tiền hết đó. Và cái bắt chước Tây đó để tiêu thụ đó, mới thấy là cái cuộc đời này, cái cá nhân mình cũng có một cái gì đó thú vui mà, chứ không phải là chỉ có nuôi con thôi. Đó thì cái tâm trạng đó, cái tình trạng đó, người tàu sẽ không giải quyết được. Cái bế tắc nó sẽ là cái bế tắc rất là lâu dài. Đó là về mặt kinh tế, về mặt xã hội. Một mặt nữa đó là bây giờ Mỹ đó, nó công khai nó coi tàu như là một kẻ thù. Dù có đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa lên đó, họ cũng chửi nhau tùm lum tà la hết đó. Nhưng mà có một cái chuyện chắc chắn là họ chống tàu. Cái đó thì hai cái đảng đó họ đồng nhất với nhau, chỉ có biểu diễn là người nào chống tàu hơn người nào thôi. Bằng chứng là vừa rồi đó, họ gửi tiền qua bên Đài Loan một cách để nói với Đài Loan rằng họ sẽ đứng đằng sau Đài Loan nếu có chuyện gì xảy ra. Thì năm cách đây vài tháng này có cuộc bầu cử ở bên Đài Loan, có hai đảng, một đảng hơi thân tàu, tức là đảng Quốc dân đảng đó thì hơi thân tàu, một cái đảng khác của bà Thái Văn đó thì chống tàu kịch liệt. Thì ông Bắc Kinh đó, trước ngày bầu cử đó, trước tuần lễ bầu cử đó, ông từ ông bộ trưởng cho tới ông tổng thống, cho tới phát ngôn viên, cho tới các ký giả đó, dọa rằng nếu mà mày bầu cho cái thằng thì mày sẽ gây chiến tranh, mày sẽ chết.
Mà cuối cùng người Trung Hoa người ta bầu cho người của Thái làm. Thì cái đó là Tập Cận Bình cũng mất mặt nữa. Bởi vì anh dọa quá mà chưa thấy đánh đấm gì hết. Mà đối với một cái lãnh tụ mà độc tài đó, cái mặt nó quan trọng lắm. Bởi vì lãnh tụ tức là cha già của dân tộc mà. Không thể nào mà nói sai được hết á. Thế ông Tập Cận Bình cũng đã bị hai lần ông mất mặt rồi. Cái vấn đề thứ nhất là cái Covid. Trước hết đó, ông ấy chủ trương là đóng cửa hết. Chỉ có cần vài người mà ho một chút là đóng cửa luôn cả một cái tỉnh hàng triệu người luôn. Đến nỗi mà dân nó đói mà ban đêm nó than khóc ôm sổm lên đó. Nhưng mà cái sự phân uấn nó đánh nhau cả với cảnh sát nữa. Đến cuối cùng ông ấy phải ra một cái lệnh khác là thôi bây giờ mà cửa hết, ai muốn đi làm thì đi làm, ai muốn đi chợ thì đi chợ. Chưa bao giờ mà một nhà độc tài như Tập Cận Bình đó thay đổi hôm trước hôm sau, hôm trước chửi hôm sau như vậy. Thì đó là những cái chứng tỏ rằng cái chế độ nó không mạnh như là chúng ta tưởng. Nó có rất nhiều cái khoan phân phải đối đầu. Ngay ở Âu Châu nữa. Trước kia họ hòa hoãn với tàu nhiều lắm, nhưng bây giờ họ bắt đầu ý thức rồi. Họ bắt đầu ý thức là tàu là một cái gì nguy hiểm. Không có ngày nào mà không có những cái vụ phát giác là mật vụ của tàu đó ăn trộm những cái ký kệ của Canada, của Úc, của Mỹ hay là của Anh. Thì bây giờ cái ý thức tàu đó, ý thức đó, tàu là một cái hiểm họa, là một cái ý thức mọi người đều có hết, khỏi cần nói, khỏi cần tuyên truyền nữa. Cái yếu nữa đó là nước tàu không được thế giới yêu chuộng. Trước kia đó người ta mọi người mơ tưởng Viễn Đông, hiểu? Tại vì nó có vẻ bí hiểm quá, nó khác hẳn Âu Châu, thành ra nó nguy tưởng. Bây giờ người ta biết nó là cái gì rồi, thành nhá người ta không mơ tưởng nữa, mà người ta sợ nữa, người ta ớn nữa. Thì ông Đạt La Đạt Ma ông ấy nói như này, ông ấy bảo là muốn làm leader thế giới đó, có tiền có sức mạnh không đủ, còn phải được người ta kính trọng nữa, người ta yêu mến nữa. Thì cái kính trọng đó không có. Thành ra cái giấc mơ mà trở thành leader number one của tàu đó, kể như phải đóng lại chờ một cái kỷ nguyên khác, chờ một cái gì khác. Chứ còn trong cái tình thế này, cái chuyện mà năm 2049 đó, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước tàu đó, nước tàu bây giờ đó, để vượt qua Mỹ để trở thành số 1 đó, cái chuyện đó có thể nói là không có. Bây giờ trên đất liền đó, mỗi một năm đó, cái biên giới nó lùi dần. Chúng ta mất Thác Bản Dốc, chúng ta mất Ải Nam Quan. Rồi không những thế đó, có một cái lực lượng mà nó bảo vệ biên giới tuyệt vời đó là Đồng Bào Thượng. Họ bảo vệ biên giới, họ phải sống hết ở trên biên giới. Có cái gì lộn xộn họ biết ngay lập tức mà họ chống lại. Từ bao nhiêu năm nay họ chống lại cái sự xâm nhập. Bây giờ đánh tan người Thượng, đánh tan người Thượng để chiếm đất của họ, đánh tan người Thượng bởi vì không đồng ý với cái tôn giáo của họ. Bởi vì người Thượng họ sùng đạo, họ theo Tin Lành, họ tin họ theo thực sự Tin Lành hay Công Giáo hay là bất cứ cái đạo nào tự tin sự. Mà Cộng sản thì không thể chấp nhận ai tin một cái gì khác ngoài cái đảng hay ngoài cái lý thuyết đó. Nếu mà có một cái lực lượng nào mà có 100 hay 1.000 người tin là phải đánh nó. Cái bản năng của người Cộng sản nó như vậy. Tôi không thể nào chấp nhận là anh tin một thằng khác mà anh không tin tôi ấy. Thì vì cái lo đó đánh tan nát cái Đồng Bào Thượng. Nước mình có hàng trăm cái sắc tộc là những cái nền văn minh rất là hay, có những phong tục rất là ngộ nghĩnh, quần áo rất là đẹp. Đối với những nước khác đó là một cái sự giàu có vô cùng của văn hóa rồi. Đánh tan hết. Rồi thêm vào đó nữa, lập thêm những cái khu gọi là khu tự trị, khu độc lập của người Tàu. Thì mấy năm trước đó chúng ta đều thấy là biểu tình rầm rộ hết đó. Dân họ cũng bất mãn lắm, chứ họ cũng, nghĩa là dân Việt Nam mà đi biểu tình là khó lắm. Nhưng mà như là tôi nói đấy, cái chuyện chống Tàu đó họ rất là đồng thuận. Thành ra cái kỳ vừa rồi, những cái năm mà đừng là khu độc lập đó,
Rất nhiều người biểu tình, rất nhiều người đi tù. Nhưng mà rồi thì họ cũng dối trá, họ hứa cái này hứa cái kia. Cái chuyện đó bây giờ gần như là quên lãng. Nhưng mà những cái khu đó họ tự trị hơn bao giờ hết. Đó là trên đất vàng. Cái nữa đó là có, hiện nay có bao nhiêu người tàu ở bên Việt Nam đâu có ai biết, đâu có con số gì. Không có cái sứ cộng sản có cái đặc biệt là không có thống kê, và cái thống kê đó thì bịa ra, thì hoàn toàn bịa ra theo cái nhu cầu của mình. Mà nếu mà để biểu dương là mình tài giỏi về y tế đó thì họ sẵn sàng họ đưa cái thống kê là không có người nào chết hết đó. Nhưng mà nếu mà lúc mà Liên Hiệp Quốc họ quyết định là bây giờ sẽ giúp cho những cái người mà nạn nhân của Covid đó, thì sẽ có những cái thống kê khác nói hàng triệu người bị Covid ở Việt Nam. Nó thành cái thống kê của họ nó không có một nghĩa lý gì hết. Nó, bây giờ trở lại cái vấn đề tàu, nó kinh khủng đến cái độ là mình không biết giờ có bao nhiêu người tàu ở Việt Nam, không biết bao nhiêu nhân viên ở Việt Nam, không biết có bao nhiêu con cái ở Việt Nam họ mở ở trên tàu. Con lai. Đó là chỉ một vài cái thí dụ thôi. Cái nữa là ngay cả những cái cán bộ cao cấp của mình nữa, cán bộ quân sự nữa, tức là giữ cái quốc phòng nữa, cũng được huấn luyện ở bên tàu. Rồi thì người tàu đó họ thắng hầu hết những cái cuộc mà đấu thầu đó, những cái hãng mà xây cất nhiệt điện nước quân sự đều rơi vào tay từ người tàu hết. Tại sao? Tại vì có nhị có hối lộ chứ không có gì hết á. Bây giờ trao cho người khác, bây giờ trao cho ông Tây hay là trao cho ông Nhật Bản đâu có đồng nào. Trao cho ông tàu là chắc chắn ít nhất là 15%. Thành thử ra rơi vào tay người tàu hết. Đó là cái trường trước kia nó còn giản dị hơn, nó còn nhẹ hơn, tức là như thế này. Anh Đại anh ấy lập ra một cái công ty, có một số tiền anh lập một cái công ty, anh ấy là đa số, dần dần nó họ tàu người ta mua, cuối cùng nó họ là đa số, ông chỉ còn có 2% thôi. Thì đó là cái hiện tượng của rất đông những cái kỹ nghệ và những cái công nghệ ở Việt Nam. Cái vụ mà tham nhũng kinh khủng nhất mà đang xử bà gì đó, thì bà đó là đằng sau là tàu hết. Tàu hết. Chồng bác Trương Mỹ Lan. Chồng đó là tàu. Cả cái hệ thống của bà đằng sau là tàu hết. Mà tham nhũng thì bà ấy vô địch rồi. Thành thử ra, ngay cả cái chuyện kinh tế họ đã nắm rồi. Đó là một thực tế. Thì cách đây 20 năm này, đó là Giang Trạch Dân này, ông nói thế này. Ông nói khỏi cần đánh Đài Loan, mua nó rẻ hơn. Nhưng mà ông ấy lầm, là vì Đài Loan không mua được nó. Nhưng mà Việt Nam đó, thì cái câu đó đúng. Khỏi cần đánh Việt Nam, mua nó rẻ hơn. Thì cái câu đó đúng. Tôi sang cái phần thứ ba là cái phần văn hóa. Cái phần văn hóa là vì sao? Là vì đó là một cái chuyện lâu dài. Anh mất đất, mất cái hy vọng nào đó, anh có thể gỡ được. Biển đảo đó, bây giờ nó thành một cái chuyện quốc tế rồi. Cái đường qua Biển Đông đó, nó chiếm vào khoảng 40% cái sự thông thương, giao thương trên thế giới. Thành ra cái thằng Tây, thằng Mỹ, thằng Anh, thằng các thứ, thằng Úc ấy, nó không, thằng Nhật Bản, nó không thể nào nó để cho cái thằng tàu mà lũng đoạn hết á. Đúng rất là còn đánh nhau. Tại vì cái chuyện nó tạo yên là vì vậy, chứ không có gì hết á. Và nữa hơn nữa là bây giờ đó, có một cái sự liên kết giữa những chung quanh để đánh tàu. Quý vị đều nghe đến cái tổ chức gọi là AUKUS. AUKUS là liên minh quân sự giữa ba nước Úc, Anh và Mỹ. Cái AUKUS là tên của ba cái nước gắn lại thành chữ AUKUS. Thì nó làm cái liên hợp quân sự để nó chống tàu. Nhưng mà bây giờ đó, hai cái nước mà cực kỳ, những cái nước mà cực kỳ hợp tác với AUKUS đó, mặc dù chưa phải là thành viên đó, là Nhật Bản và Philippines. Và dần dần sẽ có Úc và dần dần sẽ có những nước khác nữa. Philippines là một cái trường hợp rất là đặc biệt.
khi mà cái cuộc bầu cử của vừa rồi xảy ra này, mọi người đều nghĩ rằng cái ông nội này mà ông thắng cử đó ông sẽ theo tàu, bởi vì cái quá khứ của ông ấy là cái quá khứ theo tàu. Đúng một khi ông lên đó ông chống tàu kịch liệt, bởi vì cái lòng yêu nước họ trở lại, mà cái đó không có ở Việt Nam, không có, nó bi thảm như vậy. Bây giờ cái ông mà chống phi là tân cực kỳ là ông khác hẳn tính cái gì. Trước khi tôi đọc biết bao nhiêu tờ báo ngoại quốc nó nói được cái ông này là ông tân tàu, thì tàu lên thì ông sẽ mừng lắm, nhưng mà cái chuyện nó xảy ra khác hẳn. Thì trên biển đảo đó bây giờ hầu hết nó bao vây tàu Ấn Độ, bây giờ cũng Ấn Độ hay là những nước khác cũng vậy nữa. Chỉ có một ông thôi đó nhất định theo tàu đó, nhất định theo tàu là Việt Nam. Đến một cái độ mà ký một cái bản mà ký kết với nhau đó, hoàn hồ tất cả những cái chính sách của tàu ở Ngô Nhĩ, ở Đài Loan. Tức là coi như mình là như ông Nguyễn Phú Trọng, ông đóng vai đại sứ tàu à. Nhìn cái, đọc cái bản tuyên cáo đó, đúng là cái bản tuyên cáo của ông, cái tòa đại sứ tàu chứ không phải là của ông chủ tịch nước Việt Nam. Mà đi đến cái độ là chúng tôi quyết định chia chung, nghĩa là chung một cái số mệnh, hai nước quyết định chung nhau cái số mệnh. Đến một cái độ như vậy đó, chung bằng số mệnh nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà thằng tàu nó chết thì tôi chết theo, nhưng mà nếu mà tôi chết thì tàu nó vẫn yên. Bởi vì sao tàu nó theo mình là nó chết với mình nữa. Đó là cái lý do tôi nói là tại sao cái nước Việt Nam nó càng ngày càng lâm vào cái nạn tàu. Thì ngoài ba cái lý do vừa tôi kể, nó có một cái lý do nữa là thế này. Tại sao thân tàu như vậy là vì ông Nguyễn Phú Trọng đó, cũng như là ông Nguyễn Văn Thưởng đó, là hai trong số hiếm hoi những cái người mà được đào tạo về lý thuyết cộng sản rất là cao, rất là sâu. Thành ra bây giờ họ vẫn tin tưởng cái đó. Ông Trọng ông tin thực sự cái đó, chứ không phải là ông ấy giả vờ. Ở trong một cái nước cộng sản ấy thì hầu hết mọi người đều giả vờ hết đó. Vậy không giả vờ thì chết. Mình cứ nghe người quan trên nói gì cứ gật đầu. Rồi giả vờ là một cái phương tiện sống, là một cái bảo hiểm sinh mạng. Nhưng mà ông Trọng thì ông tin cái đó. Đó là một những lý do tại sao cái chính sách gọi là ngoại giao cây tre của ông ấy đó. Tức là cây tre là sao? Gió theo chiều nào nó ngả theo chiều đó mà. Nhưng mà dần dần vì văn hóa, vì chung văn hóa, vì chung cái chia sẻ cái chủ nghĩa, vì cái sinh mạng nó cứ ngả ngả, trên thực tế nó ngả ngả ngả, cái tre nó ngả về bên tàu, về Bắc Kinh. Đó là trên biển và trên đất liền. Bây giờ trên văn hóa đó, thì như tôi đã nói đó, nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nó từ từ không, mình không thấy. Nhưng mà khi mình đã thấy thì nó quá trễ rồi. Bạn có biết là trong mười mấy năm nay này, cái số mà ngôn ngữ Việt Nam, cái chữ tiếng Việt Nam đó, nó Hán Việt đó, nó tăng lên 30%. Rồi suốt ngày quay phim ảnh, dần dần mình suy nghĩ như là của người Tàu. Và cái giáo dục của Tàu đấy, bây giờ bạn hỏi bất cứ người Tàu nào có, họ cũng nghĩ là cái chuyện Việt Nam là của nước nọ. Cái chuyện nó tự nhiên mà dạy trong trường như vậy, họ nghĩ là không, họ không có chống gì Việt Nam hết, nhưng mà Việt Nam là nước Tàu, hiểu không? Nước Tàu. Thì cái con cái của mình dần học cái đó, dần dần nó sẽ có cái khái niệm đó, nó được dạy từ nhỏ. Mà bây giờ cái chữ Tàu đó nó được dạy ở trong tiểu học nữa. Cái văn hóa, cái viện khổng học đó là một cái viện nói là trên nguyên là nghiên cứu về khổng giáo, về văn hóa Đông phương. Nhưng sự thực đó là cái lò tuyên truyền của người Tàu để tìm cách đem cái văn hóa của Tàu đè nặng lên những cái nước địa phương. Thành cho bây giờ hầu hết những cái nước Tây phương đó, từ Mỹ sang đến Úc hay đến Canada, họ đóng cửa hết. Cái đó chỉ còn cái hội văn hóa Tàu, chỉ còn có Việt Nam với lại ở Lào với lại Campuchia. Hai cái nước đó bây giờ kể như là của Tàu rồi. Cái chuyện biển đảo đó nó ngoài tầm tay của mình. Cái chuyện đất liền đó, nó mình cũng không có khả năng, tại mình không có chính quyền. Nhưng mà cái chuyện văn hóa đó thì ai cũng làm cũng được hết đó. Tìm cách giữ gìn tiếng Việt Nam, tìm cách phát huy cái văn hóa Việt Nam, cái phong tục Việt Nam,
đối với những người trong nước chẳng hạn, tìm cách giải thích cho họ về lịch sử Việt Nam, bởi vì người Việt Nam đang viết lại tất cả những cái đó, mình có thể làm được, mình có thể đóng góp được. Thành thử ra nếu mà chúng ta mà làm một chút thôi đó, thì cái tình hình nó có thể khá, mà bây giờ nó đang thuận lợi, không có lý gì mà ta không làm hết đó. Xin cảm ơn. Một cái thí dụ nữa mà vừa giờ tôi có thể giờ nói là cái tiếng Việt nó kể như là càng ngày nó càng bị đánh phá. Nó rất là nguy hiểm là vì sao? Là vì cái ngôn ngữ đó, nó là cái sợi dây duy nhất để liên lạc giữa người này với người kia. Tôi thông tin với chị bằng ngôn ngữ, thế nhưng tất cả cái dân tộc nó gặp nhau, nó dính với nhau là vì cái ngôn ngữ. Bây giờ với cái ngôn ngữ nó bị đánh tan hết, thành ra cái dân tộc nó không còn là dân tộc nữa. Bây giờ tôi nghe những cái người mà Hà Nội mới bây giờ đó, tôi không hiểu. Họ nghe tôi, họ nói, chú nói cháu cũng không hiểu. Không? Tức là bây giờ không còn là chung một cái dân tộc nữa. Thì cái đó không phải là vì sự ngu dốt của chính phủ đâu nhé. Không phải là vì vô tình đâu nhé. Nó là cả một cái chính sách, cả là một cái chính sách để xóa hoàn toàn cái quá khứ, xóa hoàn toàn cái văn hóa của miền Nam trước 75. Bây giờ những cái người cỡ tuổi mình mà đi rồi đó, thì chẳng ai biết là trước năm 75 người miền Nam sống như thế nào hết đó. Tưởng là Việt Nam là y như ngoài Bắc đó, cái văn hóa nó kinh khủng như thế nào. Thành ra cái bổn phận của mình đó là phải học hỏi, phải khơi lại, phải làm cho nó sống lại. Tôi nói một cái thí dụ của cái nền văn hóa Việt Nam đó, nó cực kỳ hay đó. Một cái thí dụ thôi là cái Phật giáo Hòa Hảo á. Tôi không phải là Phật giáo Hòa Hảo chứ, tôi nói không phải là để mời cái vị dâu đạo nhé, nhưng mà cái Phật giáo Hòa Hảo đó là cái ông đó, ông ấy Việt Nam hóa cái đạo Phật. Ông ấy dạy dân đó là ông Phật đó khỏi cần thờ tượng ông ấy, bởi vì Phật là đại tâm, khỏi cần phải cúng gì hết đó, chỉ cần nhén hương mới một đát nước là đủ rồi. Tại vì Phật đó là cái sự thanh tịnh chứ không phải là giàu có. Đừng có xin Phật giàu có, bởi vì mục đích của ông ấy không phải là để làm giàu, mà mục đích của ông ấy là giúp cho bạn tìm thấy cái hạnh phúc của cái đời này. Thành nhớ cái hình thức của Phật giáo Hòa Hảo đó, nó rất là văn minh mà nó rất là mô đẹp nè. Mà tôi đọc là tôi hết hồn luôn á, là mình không thể tưởng tượng là cái thời đó là có một cái ông văn minh như thế. Hùng Huỳnh Phúc Sổ, ông cứ cố ý cộng sản giết. Thì cái cộng sản đó, bây giờ họ đánh tan hoang hết và lập một cái Phật giáo Hòa Hảo quốc doanh, cũng như là Phật giáo quốc doanh vậy. Bây giờ mình những người mà thực sự là bị, hoặc là bị kềm chế ở trong nhà, những người mà lên lãnh thổ là toàn là cán bộ đấy. Thành ra nếu mà mình tìm kỹ những cái gì mà thất thay của cái văn hóa mình đó, để mình gợi lại đó, đó cũng là một cái công trình rất là cần thiết.